Hello, chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Vĩ Xuất Nhập Khẩu, kênh chuyên chia sẻ kiến thức về lĩnh vực xuất nhập khẩu. Dành cho các anh chị nào mới đến kênh thì các anh chị có thể ghé thăm website là Vĩ xuất khẩu com để tải về một số tài liệu mà mình có chia sẻ miễn phí trên blog. Ok, mình sẽ quay trở lại cái chủ đề chính hôm nay. Vừa rồi cũng có bạn nhắn hỏi mình về Notion. Thì dành cho các anh chị nào chưa biết về Notion, nó là một công cụ mà hiện tại mình đang sử dụng hàng ngày luôn. Nó giúp mình ghi chú này, text note và đặc biệt là giúp mình phân bổ sắp xếp những công việc làm hàng ngày cái nào quan trọng cái nào làm trước cái nào làm sau rất hiệu quả thực ra trước đó thì mình đã có hai cái video giới thiệu về cái phần mềm này rồi tuy nhiên thì bạn vẫn nhắn hỏi mình là đối với bạn thì vẫn hơi khó sử dụng và vì thế thì mình quyết định mình làm cái video này để hướng dẫn chi tiết và dễ dàng nhất để giúp cho các anh chị nào mà chưa biết gì về notion chưa biết gì về cái ứng dụng này vẫn có thể mình thực hành theo, mình làm theo được và mình có thể tạo ra những cái template, những cái page giống hoàn toàn với lại cái template Vĩ đang sử dụng luôn. Ok, chúng ta sẽ không phải chờ đợi nữa. Mình sẽ bước vào cái bài chia sẻ và cách thực hiện luôn. Let's go! Rồi, right. để bắt đầu thì các anh chị vào cái ở trên dịch web ha. Các anh chị hãy gõ là vĩ khẩu com các anh chị sạc Notion SO ha. Rồi, bấm Enter. Thì để cho các anh chị dễ vào đường link hơn thì mình cũng sẽ để lại cái đường link trong phần mô tả bên dưới của video để các anh chị có thể bấm vào một cách dễ dàng hơn. Sau khi vào được giao diện xong, mình sẽ chọn là đăng nhập. Cách đăng nhập thì để tiện cho các anh chị thì mình có thể sử dụng luôn cái Google Account này các anh chị. Các anh chị chọn luôn Google Account ha. Để đăng nhập bằng tài khoản Google thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi, mình chọn cái tài khoản. Rồi, mình tiếp tục. Thì như vậy nó sẽ tự nó tạo cho các anh chị một cái tài khoản Khi như vậy thì nó sẽ tự nó tạo cho một cái account Cho các anh chị một cái account Notion luôn Xài cái cái tài khoản Google mình luôn Mình không phải tốn thời gian để xác nhận nhiều ha Rồi, nó hỏi mình là mình muốn sử dụng cái Notion này như thế nào Thì các anh chị có thể chọn for work là cho công việc Hoặc là cho cuộc sống, hoặc là cho đi học Thì ba cái này là ba mục tiêu chính của nó hướng tới thì các anh chị nếu mà làm công việc chính thì các anh chị bấm forward. Rồi, bấm continue ha. Ở đây thì hỏi mình là what kind of work do you do có nghĩa là cái công việc của bạn là cái gì thì các anh chị có thể để là chọn trong máy này sale đi đây what's your, your role executive đây quản lý điều hành ha uh, what's uh, the size of your company là cái quy mô công ty các anh chị anh chị chọn từ 1 đến 49 đây what are you planning to do in Notion các anh chị dự kiến dự định làm cái gì ở trong Notion thì các anh chị có thể chọn là manage project này quản lý dự án này hoặc là write notes take note này rồi, như vậy là ok rồi các anh chị continue à, khi mà các anh chị chọn công việc á, thì nó sẽ tạo ra một cái workspace cái workspace này mục đích là làm gì để cho các anh chị có thể hợp tác collaborate với lại những cái đồng nghiệp của các anh chị tức là cái Notion này cho các anh chị, nó giúp cho các anh chị có thể làm việc online trực tuyến luôn với lại các đồng nghiệp các anh chị luôn. Thì mình sẽ tạo một cái workspace chẳng hạn như mình để là vị số nhập khẩu đi. Các anh chị bấm continue ha. Các anh chị đợi một xíu cho nó tạo cái workspace riêng cho mình. Rồi, sau đó thì nó hỏi các anh chị là có muốn giới thiệu cái Notion hoặc là kết nối với lại các đồng nghiệp các anh chị không? thì tốt nhất là mình bấm vào take me to Notion là đi thẳng tới Notion luôn đi mình khỏi kết nối gì hết họ hỏi mình là các anh chị có muốn nâng cấp lên tài khoản không thì mình tạm thời mình chọn là không ha khi nào các anh chị xài sử dụng ok rồi khi mình có thấy mình sử dụng rất là nhiều tính năng của nó và mình muốn xài full tính năng hơn mình muốn có những cái backup có nghĩa là những cái lưu sao lưu cái dữ liệu mình tốt hơn thì mình có thể nâng cấp lên cái tài khoản trả phí ha còn đối với tài khoản miễn phí thì mình xài hiện tại vẫn là ok rồi no thanks đây mình bấm cái nút ở dưới này đây để giới thiệu sơ cho các anh chị biết các tính năng của notion nó gồm những cái gì các anh chị bấm nét ha cái này là phần hướng dẫn thôi cái này là template mà nó tạo ra để làm đề mua cho các anh chị xem thôi sau khi mà đăng nhập tập tài khoản như thế này rồi thì các anh chị hoàn toàn thể xóa những cái cái page bên trong này đi Cái này là cái private Giống như là cái cá nhân của anh chị vậy đó Cái workspace này là cái mà các anh chị có thể chia sẻ cho Đồng nghiệp các anh chị hoặc là những cái bạn bè Còn cái private này thì mình có thể sử dụng Ở dạng là cá nhân ha Và ở dưới này nó có cái phần template này Template này là cái gì? Là những cái Cái form nó có sẵn rồi Mình đi vô mình thấy xem phù hợp với mình Thì mình có thể kéo về để mình xài Nó đơn giản vậy thôi đây, Giới thiệu sơ cho các anh chị biết ở đây là cái phần get started là giống như phần uh, chào mừng, chào đầu vậy đó. Thì mình có thể thấy là nó được uh, xây dựng bởi những cái to do list hay checklist như thế này. Cái gì, ví dụ như các anh chị muốn viết một cái uh, to do list đi, công việc hàng ngày đây thì các anh chị có thể viết đầu 1, 1, 2, 4 Rồi sau, sau đó sau khi làm xong thì các anh chị bấm click vào này thì nó tự nó gạch click vào này thì nó tự nó gạch thấy chưa ngoài ra thì các anh chị hoàn toàn có thể tạo một cái nội dung mới bằng cách các anh chị uh, gõ nút sẹt sẹt ngang này các anh chị đó thì nó sẽ tạo ra uh, nó yêu cầu mình là chọn những cái block cái nội dung bên trong để mình muốn điền vào với dụ text text là những cái chữ bình thường thế này ha page khi bấm page thì nó sẽ ra một cái trang mới luôn nó nằm trong cái trang con thì các anh chị ở đây mình có thể tạo rất là nhiều trang con trong một trang ví dụ như ở đây mình chọn là page 1 đi cái trang đầu tiên đi đây mình ra thế này sao mình có thể tạo một cái page thứ hai tương tự vậy có nghĩa là ở đây nó cho mình tùy biến cái nội dung bên trong một cái trang của mình miễn sao là mình có thể sắp xếp nó ngoài tùy biến thì mình còn có thể sắp xếp ví dụ như mình kéo cái này nó dạng column thế này vẫn ok hoặc là các anh chị kéo cho nó như thế này vẫn ok Hoặc là các anh chị sắp xếp vị trí của những cái hàng này Muốn trước thì trước, muốn sau thì sau Rất là đơn giản, rất là dễ dàng Rồi Ngoài ra trong này nó còn có những tính năng khác Ví dụ như là Heading 1, Heading 2 này Heading 1, Heading 2 này giống như là một cái mục lục Trong cái phần framework á Để viết cho nó đậm hơn Ví dụ như ở đây thì mình Mình làm demo thôi ha mình, à, Giả dụ đi cái này mình làm cái những trang những trang chính đi sẽ mình bấm cái này mình chuyển turn into thành heading 1 heading 2 đi đó thì nó sẽ là thành chữ đậm cho các anh chị nó phân thành như vậy rồi tiếp tục mình có thể ngoài cái heading 1 heading 2 thì mình có thể add cái table là cái dạng bản Excel của các anh chị mà cái hay hơn cái dạng bản ở đây mình hay sử dụng đó là cái mà mình gọi là Uh, mình gọi là database đây cái database này rất là hay các anh chị đây database đây. đây đó thì khi mà các anh chị điền cái database này vào á thì các anh chị có thể tùy biến cái view của nó hiện tại cái view này là đang cái 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 giao diện của mình đang là ở dạng table này các anh chị có biến nó thành những cái bo cũng được luôn ví dụ như mình biến nó thành những cái bo này À, cái này là rename rồi bấm vào cái cái này chọn edit view ha chọn layout biến thành cái bo cái bo là những cái cột kéo thả như thế này các anh chị ví dụ như cái tab ở đây mình mình tạo một cái tab riêng ví dụ như là mình đọc sách đi mình muốn quản lý về đọc sách đi thì mình ghi là đang đọc đi chẳng hạn rồi chỗ này ví dụ như đã đọc xong đọc xong chẳng hạn Thì ví dụ như mình muốn quản lý những cuốn sách mình đã đọc hoặc đang đọc đi Thì mình sẽ điền cái đề mục từng cuốn sách đây Ví dụ như là sách 1 Ở dưới này là sách 2 chẳng hạn Ở dưới này là sách 3 chẳng hạn Rồi Lúc này mình có thể kéo thả này các anh chị Các anh chị có thể kéo thả Ví dụ như sách 1 các anh chị đang đọc Thì các anh chị thả nó nằm ở cái mục đang đọc Sách 1 sau khi đọc xong rồi thì kéo qua đọc xong Đó, kéo qua tới cuốn sách 2 tới cuốn sách 3 đó đó là cách mà mình có thể quản lý được những cái nội dung bên trong ví dụ như đọc sách hoặc là những cái hoạt động mà nó có từng cái giai đoạn các anh chị thì các anh chị cũng có thể phân loại tạo ra những cái database như thế này để các anh chị có thể quản lý tốt hơn rồi ngoài ra thì nó còn những cái xem lịch bên trong rất là nhiều luôn các anh chị có thể bấm vào đây ha xem lịch để các anh chị có thể xem những cái xem lịch mẫu trong này và mình có thể mình kéo về mình xài thôi. À, ở đây là work ha. Đây là một người, cách người ta quản lý một project. Thực ra ở nước ngoài sinh viên họ sử dụng cái này rất là nhiều các anh chị. Họ sử dụng để họ ghi chép lại những cái nội dung bài giảng của thầy cô trên trường hoặc là trên giảng đường thì họ sử dụng cái này rất là nhiều. Và mình cũng biết khá là nhiều các anh chị mà làm nổi tiếng ha, về youtuber thì họ sử dụng cái này để họ làm những cái nội dung về kênh của họ thì hiện tại mình cũng đang sử dụng cái công cụ notion này để mình quản lý tất cả những cái bài viết hoặc bài chia sẻ trên kênh luôn đây cái tem lịch này ví dụ như mình sẽ mình các anh chị có thể bấm vào cái personal này personal là cá nhân rồi các anh chị có thể xài bất kỳ một cái tem nào trong đây à, mình ví dụ thôi ha ví dụ như cái này là viết nhật ký nè các anh chị có thể sử dụng cái này để viết đăng ký nè hoặc là các anh chị dùng cái reading list này chẳng hạn để mình ghi cái danh sách đọc thì nó cũng giống như cái cái nãy mình mới chia sẻ ha thì mình có thể mình để cái nội dung của cuốn sách trong đây rồi mình tóm tắt lại những cái phần ý chính gì đó thì mình mình hệ thống hóa nó trong một cái page về reading list như thế này ở trong này có cả travel planner tức là lập kế hoạch du lịch này cần chuẩn bị những gì rồi lịch trình ra làm sao đó thì mình hoàn toàn thể sử dụng cái này đây ví dụ như mình muốn xài cái này đi mình đưa vào cái cái space của mình thì mình chỉ cần chọn get template này các anh chị rồi mình chọn cái space mình muốn thì nó sẽ tự nó chui vô ở đây nó có sẵn những cái demo thế này cho các anh chị mà các anh chị không xài nữa các anh chị xóa đi không xài cái nào thì xóa đi ha đó mấy cái này là cái demo thôi tốt nhất là khi mà mình tạo một cái tài khoản mới xong á mình mình xóa hết mấy cái này đi để mình để mình chọn là những cái mình yêu thích thôi cái meeting này xóa luôn rồi đó. cái này cũng là cái demo họ mới tạo cho mình này Sell wiki là cái gì đây thì các anh chị có thể nghiên cứu thêm ha cái nội những nội dung trong này nó rất là hay mình có thể nghiên cứu thêm để mình phát triển ra cái mà mình muốn muốn còn nếu các anh chị không muốn những cái rùm đà thế này thì các anh chị xóa đi bấm archive template lịch này tem space này các anh chị gõ muốn archive nó thì các anh chị sẽ gõ đúng cái tên cái chữ mờ dưới các anh chị các anh chị gõ đúng thì nó mới cho xóa ha tại vì để tránh mà mình trường hợp mình xóa nhầm á Kite template Thì nó xóa cái đó Rồi Mình chỉ có một cái template uh, Cái space duy nhất này thôi Rồi Nếu các anh chị muốn thêm page Thì các anh chị bấm vào nút đây Add a page đây Bấm lên page Thì nó tạo ra một cái trang mới Cho các anh chị Ví dụ như đây Các anh chị dùng để Ghi chú chẳng hạn đó. Các anh chị có thể tạo cái um, Icon Add icon đây Icon ở đây rất Có rất là nhiều icon Hay và đẹp Thì các anh chị uh, Chọn một cái icon Bất kỳ mình muốn muốn ha Cái này cho nó vui đi. Rồi trái tin các bạn. Rồi. Ok. Đây, quay trở lại cái cái Notion mà mình đang vị đang sử dụng thì nó như thế nào. Mình sẽ mở cho các anh chị xem. Đây là một cái Notion mình đang sử dụng. À, thì mình sử dụng rất là nhiều cái page ở đây. Và một cái mà mình sử dụng hàng ngày nhiều nhất đó là cái Office Work này các anh chị. À ở đây thì mình có sử dụng một cái ma trận, người ta gọi là ma trận Eisenhower. Cái này là tác giả ha, ông tác giả. Thì ở đây mình sẽ chia cái công việc của mình thành bốn nhóm. Nhóm đầu tiên hai hai nhóm trên này. Nó là nhóm quan trọng. Phía bên trái này nó là quan trọng và gấp thì mình sẽ là do first là làm việc đầu tiên. Còn cái mà quan trọng không gấp thì mình sẽ để nó là decide later. Nhưng mà mình cũng sẽ tập trung mình làm những công việc này là chính. Rồi, phần dưới bên dưới này là thuộc về công việc không quan trọng và chỗ này là gấp và không quan trọng và chỗ này là không gấp và không quan trọng luôn nếu gấp và không quan trọng thì các anh chị có thể delegate là giao phó cho hoặc là các anh chị có thể để cho người khác delegate người khác làm chẳng hạn hoặc là mình làm sau tại vì cái này nó 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 không quan trọng thì mình không ưu tiên mình làm trước ha và cái 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 mục mà không gấp cũng không quan trọng này thì mình để sau cùng lúc nào rảnh có thời gian thì mình làm đó là cách mình phân chia công việc hàng ngày rồi ví dụ như có một công việc phát sinh đi mình nhận một cái email hoặc một công việc phát sinh thì mình sẽ bấm vào click vào đây sẽ mình đánh tên công việc ví dụ như là uh, điện thoại cho khách hàng đi khách A chẳng hạn rồi khi mình tạo một cái task này thì mình hoàn toàn có thể kéo thả nó vào những cái khung này, một trong bốn khung này. Ví dụ như công việc này mình nghĩ nó là không gấp thì mình kéo nó vào cái ô này. Nó quan trọng nhưng không gấp kéo vào cái ô này. Và thậm chí là cái thứ tự trong một ô này mình có thể mình sắp xếp luôn. Ví dụ như cái này nó mình có thể mình để dành làm sau. Cái nào mình làm cần làm trước thì mình để lên trên, cái nào làm sau mình để xuống xuống phía dưới chẳng hạn như vậy. Đó. Mình có thể kéo dòng dòng ở những cái ô này các anh chị đó, mình kéo vòng vòng những ô này ha đó. rồi ví dụ như khi một công việc mình làm xong rồi thì làm sao thì mình có thể bấm vào công việc đó và mình chọn completed có nghĩa là làm xong rồi những cái tên này mình có hoàn toàn thể mình đổi lại ha các anh chị muốn đổi thành ví dụ như chữ hoàn thành thì các anh chị gõ tiếng việt thôi mình sửa lại hoàn toàn thể sự lại được rồi hoàn thành xong thì mình chỉ cần click vào cái này thì tự động trong cái cái bốn cái khung này nó sẽ bị mất đi cái task này các anh chị. Và sau khi mất thì nó sẽ nhảy xuống dưới này. Nó nhảy xuống dưới này cho các anh chị. Đó. Rồi. Một cái phần hay nữa đó là khi tại vì mục đích của mình mình bấm cho nó mất đi là để mình giống như mình hoàn thành xong công việc đó rồi mình không cần phải suy nghĩ về nó nữa thì lúc này cái đầu mình nó mới thoải mái được. Rồi. Cái thứ hai là trường hợp đối với những công việc mà các anh chị cần phải follow up tiếp theo. Ví dụ như ha. Ví dụ như các anh chị chào giá cho khách đi. Chào giá khách C đi chẳng hạn. Chào giá xong thì chào xong mà các anh chị cần phải đợi khách phản hồi chẳng hạn hoặc là uh, đợi khách trả lời chẳng hạn thì mình sẽ thay vì bấm nút completed thì mình sẽ chọn là follow up. Thì khi bấm vào cái này thì nó sẽ tự nó nhảy lên cái bảng phía trên này các anh chị. Thì ở đây mình đã set công thức rồi. Nó tự nó nhảy lên cái bảng phía trên này, đây chào giá cho các C đây vì sao đó thì như vậy thì những cái công việc follow up nào thì mình chỉ cần lên đây mình sổ cái này là mình thấy đây mình xem là uh, ví dụ như hôm, hôm trước mình có một hai ba bốn bốn cái task mình cần follow up đi thì mình mở cái này mình có thể follow up tiếp những cái công việc tiếp theo rồi cái đó là cái về cái ma trận này ha thì để mà các anh chị có thể kéo cái ma trận này về cái tem lịch giống như mình về thì các anh chị sẽ gõ là Trình duyệt web mà các anh chị đang đăng nhập Cái notion đó ha Các anh chị gõ là vị sướng khẩu chúng con Các anh chị sạc notion không thôi Các anh chị không có SO Thì nó sẽ ra cái thêm lịch đó Rồi bây giờ vệ sinh dẫn các anh chị Kéo cái thêm lịch đó về Về cái notion của các anh chị như thế nào Các anh chị đợi xíu ha Tại vì nó lót hơi lâu một chút xíu rồi Mình sẽ có template như thế này Đó thì các anh chị thấy nó Nó tương tự như là cái mà vị đang làm Nhưng mà ở đây thì mình à, uh, Vì khóa một chút xíu những cái từ Mình việc khóa lại cho các anh chị dễ dòm hơn Thay vì sử dụng những cái từ tiếng Anh Như là làm trước nè Quan trọng làm sau nè Gấp nhưng không quan trọng này Không gấp không quan trọng này Rồi Khi mà mình đã mở được như thế này rồi Thì các anh chị chỉ mà bấm góc phải Phía trên nó có chữ WK này các anh chị đáng lẽ chỗ này ngôn ngữ phải là tiếng tiếng pháp à, tiếng tiếng anh chứ sao nó nó toàn là tiếng pháp vậy không biết rồi sorry ha rồi góc trên bên phải các anh chị bấm WK chỗ này thì nó sẽ hỏi là mình sẽ ép cái tham lịch này vào cái space nào các anh chị chọn cái space mà các anh chị mong muốn rồi thì nó sẽ tự nó kéo về đây, các chị thấy không? Cái thêm lịch của mình đã kéo về à, cái cái notion của mình đã kéo cái thêm lịch mà Vĩ chia sẻ cho các anh chị rồi. Nó nằm ở đây rồi. Các anh chị hoàn toàn thể sửa lại theo các anh chị mong muốn. Ví dụ như ở đây các anh chị thay vì cái tên tiếng Anh này các anh chị chọn là công việc chẳng hạn. Đó. Rồi các anh chị thay cái icon này, các anh chị muốn icon gì đó thì các anh chị thay vô ha. Muốn gì thay gì cũng được. Rồi, những cái nội dung này các anh chị không cần thì các anh chị xóa đi, bấm vào cái nút ba chấm này. Các anh chị xóa đi, bấm delete đi Làm cho sạch đi Rồi các anh chị điền Cái công việc của anh chị vào Ví dụ như đây, bấm delete xóa đi Delete Rồi Delete xóa đi ha Thì lúc này các anh chị có thể tự mình điền Những công việc các anh chị vào trong này Rồi các anh chị kéo thả các anh chị chỉ kéo thả thôi Phân bổ cho nó vào những cái phần hợp lý là xong, ok rồi ngoài ra thì hiện tại mình cũng có sử dụng cái những cái template lịch về uh, ví dụ như về đọc sách chẳng hạn đọc sách thì giống như nãy mình có chia sẻ các anh chị mình có những cái phần cái mục ví dụ như là in progress in progress có nghĩa là mình đang đọc này finish là mình đọc xong rồi thì mình ví dụ như cái cuốn sách nào đọc xong thì mình kéo qua bỏ qua này thì nó sẽ tự nó biến mất đó những sách nào mình chưa đọc này mình bắt đầu mình đọc thì mình kéo mình bỏ ở này thì nó sẽ nằm ở bên này cái phần à, đang đọc chẳng hạn như vậy thì đây là cách mình quản lý ha rồi về meeting notes à, đối với các cuộc gặp với khách hàng đối tác á, thì mình toàn bộ mình add hết vào đây các anh chị add hết vào đây mục đích là mình có thể thống kê một cách rất là dễ dàng và mình muốn xem lại cái nội dung của họp á, thì mình cũng chỉ cần bấm vào là mình xem thôi thì cái đây cũng là cách mà mình đang quản lý cái phần nội dung của các cuộc họp với khách hàng ha. Đây. Thậm chí thì những cái phần khác. Đây, những phần khác thì mình cũng bỏ hết vào đây. Chỉ cần một ứng dụng thôi là mình có thể ghi lại tất tần tật những cái mình cần. Ok, trường hợp mà nếu mà các anh chị thấy có yêu cầu cái template nào trong các thêm lịch của Vĩ đang sử dụng thì các anh chị có thể comment bên dưới thì mình sẽ cố gắng mình chia sẻ cho các anh chị luôn nếu cái đó không quá nhạy cảm. Rồi. Hy vọng là phần chia sẻ của Vĩ sẽ hữu ích cho các anh chị chưa sử dụng Notion bao giờ. Nếu mà các anh chị thấy video này hay thì các anh chị có thể bấm like và bấm share cho các anh chị trong cộng đồng của mình được biết nhiều hơn nữa. Và đừng quên là bấm nút subscribe để nhận được những thông báo khi mà mình vị có chia sẻ những cái video mới và cuối cùng cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau bye bye và chào tạm biệt